bữa sau bữa kia thấy thằng nào ở trên YouTube đó giống giống mình mà không phải giống mình. Bữa nào? Thằng nào á, bằng ốc xanh á. Cái này gần mấy bữa nay là đi đâu mất tiêu nè. Ồ, mình đâu, mình còn không nhớ đâu, chắc party. Party hả? Party với bạn. Đây là Sĩ. Sĩ này thằng có quay một lần cách đây giờ nói 6 tháng có không ta? Lần đó thằng quay mấy tháng? Sao khoảng 6 tháng rồi đó. Không nhớ. Khoảng 4 5 tháng gì đó không nhớ vậy. Ờ phải không? Xong rồi sau đó cái cứ gặp mỗi lần đi qua đi lại. Gặp. Gặp nhưng mà không có quay lại. Rồi thêm có một chú ở Sacramento nói là bà con gì của ông Sĩ á. Là muốn gặp. Rồi lúc đó thì tới khi gặp chú đó gọi cho Hằng, hình như có gọi hay nhắn tin gì đó. Thì tới bây giờ không có gặp lại. Ờ. Rồi bây giờ bữa nay gặp lại nè, hỏi đi. Nói đi. Ồ, không hiểu nhớ. Hello everybody. Hello everybody. Khỏe không? Xe đó đó chị. Giờ khỏe không? Khỏe chứ. Khỏe hả? Ngày mấy bữa nay đi ở đâu? Cũng đi tới lui vòng vòng kiếp bé một bạn gì thôi. Mà chơi thôi về. Rồi tối ngủ ở đâu? Tối ngủ đâu? Tối ngủ nhà ở đâu? Nhà ở đâu? Nhà ở đây nè, đây là Center nè. Nhà Center chỗ nào? Center in Lewis. Center Lewis? Yeah. Trên đường nào? Vô nhà ngủ, tối có gì về nhà ngủ? Có chứ. Đi xuống? Yeah. Xe phòng hả gì? Yeah, xe phòng. Xe phòng? Dạ. Chú nói thiệt đúng không? Thiệt, không có sợ đâu. Vậy hả? Xe phòng rồi đi vậy hoài tiền đâu xe phòng? Muốn thế rồi đi cũng đi làm. Làm gì vậy? Yeah, it's like one day job giống mày tất cả những gì làm á, tớ làm thôi. Ai muốn gì làm đó hả? Có ai muốn gì chưa? So far no. Cũng nghỉ mấy ngày. Vậy hả? Nghỉ mấy ngày nay hả? Dạ. Yep. Mấy ngày trước làm gì? They've just clean the house. Nên là giống ta cần ta dọn nhà, đồ đạc trong nhà nhiều á. Có clean đồ được không? Yeah, that's the job for the position, I mean. Vậy hả? Yeah. Đồ chúng ta nó mấy nhà nó dục đồ á, bỏ vô cái trash rồi that's it. But like 2-hour job. But you pay like a whole day. Yeah. Bữa nay đổi nói gì kỳ vậy đó dọn. Nó đi làm. Đi làm hả? Nó Vậy ở đâu hồi nãy từ trên đó đi xuống hả? Ở đâu? Nãy thấy từ trên đó đi xuống là đi đâu về vậy? Nãy dùng điện thoại nhà nãy ra mày park bên nhà bạn á. Ngồi chơi vậy thôi. Rồi cái gì? Là từ khi thì nói chung Sĩ thì từ khi thằng quay cái đợt trước tới bây giờ thì khoảng chắc thằng nghĩ là 4 tháng rồi. Nhưng mà sau đó thằng có gặp lại khoảng chừng 3 lần nữa. Nhưng mà mỗi lần lúc gặp cái thằng đi công việc thôi. Nhưng mà đều tắp xe lại là cho đồ ăn cho tiền chứ không có quay. Không quay hả? Mấy lần đâu có quay, mấy lần sau không có quay đó. Nhưng mà hôm nay á, tại vì một chú ở Sacramento đó có nhắn cho Hằng là muốn gặp anh Sĩ đó. Nhưng mà bây giờ Hằng tìm lại cái số điện thoại của chú đó ở đâu Hằng không có biết. Cho nên Hằng quay lên á, nếu như mà chú có gặp được anh Sĩ á thì chú nhớ text message nhắn tin lại cho Hằng với chú. Rồi Hằng sẽ gọi điện cho chú gặp anh Sĩ. Rồi như vậy á, thì anh Sĩ hiện tại giờ cũng cứ đi đầu này đầu kia mà anh nói là giờ có phòng mướn rồi. Nhưng mà phải có không này nha. Có không? Hay là tối ngủ ngoài? Nhiều muốn phòng cho Sĩ mấy không mà I rarely say it, accept it from anybody, I mean. Usually I làm tự gia lập luôn hiểu không? Tại ít khi hỏi không? Nếu có hỏi bạn bè vậy thôi. Yeah, pretty much, you know what I mean? So, quần áo người ta cho không mà. Quần áo thì người ta cho. Yeah, see, không có ở ngoài đường, nó không có phải nói là homeless. I just choose to be the position like that because I see that something out here was not right, you know what I mean? That's why I choose to be out here. Or else về nhà rồi, đúng không? I muốn làm chuyện tầm lâu này. Chào chị. Nó biết chị Lê hả? Biết chứ, nổi tiếng nhất mà. Đông tổng mà nổi tiếng như vậy. Nổi tiếng mà, đúng không? Mày đừng nói trong mày đâu, tao nổi tiếng. Dạ, biết mấy năm nay rồi.
nổi tiếng như vậy, sĩ nổi tiếng như vậy. Nhiều người trên YouTube bây giờ lâu rồi không có gặp lại sĩ, cũng hỏi sĩ. Đúng không? Chắc thằng nào đóng vai mình dở quá rồi đó. Để coi không? Không? Tên sĩ. Sĩ. Mà đi nãy hả, nó đang đi lên tôn em thả xe xuống đây. Trong này nè, em ngược theo á, vậy mà giờ nói em ở trên đường center nè. Xe lậu lên trong này nè, không? Cái tàu ở trong này nè. Ờ, cái trời đâu? Mày có trời đâu? Mày tuổi tao đánh ra, mày kêu tao, mày ở đó, mày kêu tao, mày nói gì? Chết thằng Vũ á, thằng Vũ á, kêu á. Mày kêu tao. Ủa, có dây thằng Vũ xong hả? Xong rồi. Ở trong chỗ này nè, trong chỗ này chút nè. Phải không? Thấy chưa, giờ nói xạo nè, cái trời trong đó ở chỗ nào? Thằng vô có hoài cho thằng gặp. Mày hồ, ếch xuống suối đông. Ăn gì chưa? Sáng sáng gì chưa? Ờ, sớm ăn cơm chiên rồi. Cơm chiên đâu ăn vậy? Người ta mua ăn gì hết. Mua ăn hả? À, đúng vậy. Ai mua cho? Ờ, người ta thôi. Người ta thôi hả? Dạ. Yeah. Hôm qua hàng đi phát lì xì ở trong đó, hàng đâu có gặp đâu. Ờ, phải không? Ừ, mấy bữa đi phát rồi ăn phát tiền lì xì ngoài thư viện cũng không gặp luôn. Để cho nên bị mất phần luôn, biết bao nhiêu luôn. Ồ, phải không? Bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu? Phát nhiêu hả? Dạ. Yeah. Ồ, Tết mà thì Tết sớm ăn Tết sớm luôn. Ừ, phát thì lì xì Tết đó. Hôm qua hàng có phát nè, nhưng mà không sao, chút nữa hàng lấy phần đó hàng cho. Ồ, cảm ơn nhiều. Không mất phần. Ồ, nhưng mà không gì, khi em không thấy cái internet á, giống người ta coi trên mạng á, nó miếng là I think this like you have no website to go on, tại nó có cái gì, cái router á, it's like it's been tamping, you know what I mean? So when you watch, it's not really clear picture, ý nghĩa là không phải bị tamper. Uh-huh. Yeah, so I just wanted to know that. Yeah. Yeah. Đi coi YouTube bắn cái hàng Cali coi. Cái gì hàng Cali hả? Ở chỗ ấy chị quay cho nó công ngồi ăn cơm, hàng đi mua cơm đắng cho hàng á. Ờ, ok. Hàng nhớ không? Nhớ. Nhớ hàng quay lần đó không? Ờ. Rồi sau đó gặp lại nè, gặp đi vòng vòng đường này kêu quát lại cho tiền. Hàng đang trên xe rước mấy chị là mấy bữa rước đi làm á. Ờ. Nó quát lại là kêu đưa tiền, cho tiền. Ờ, nhớ không? Gặp lại hình như là 2 lần, 3 lần gì nữa nhưng mà không có quay. Gặp lần nào cũng cho tiền chứ không có quay. Phải không? Nó thấy không, đâu nhớ gì đâu, đầu óc nó giờ trong đây là... Hút quá sao nhớ nổi? Đó, hút quá sao nhớ nổi đó. Bây giờ hút hoài là chết đó. Phải không? Sao không phải? Bây giờ hút hoài đi lang thang gì có chết không? Phải không? Bây giờ nói thiệt nó hút nhiều mấy hút hết lắm, tại lần là hút á, phải nhớ ở đời cái bây gì... Bây giờ còn trẻ tuổi. No, what I'm trying to say is don't matter what you do, stay home on the street. Ăn rồi. Rồi hả? Ồ. Rồi không gì có quay thằng gì, thằng nào nữa không? Thằng gì chứ? Thằng nào? Thằng tên gì quá này. Cũng coi trên mạng. Ồ, mà chỗ thằng Mễ á. Chỗ Mễ. Mình ngồi đầu tiên hả? Sao quay hả? Ừ. Really? Thằng quay cái đợt mà ngồi chỗ công tấm Đặc Thành đó. Ồ, quay sĩ thật đó. Còn ai? Còn có quay ai nữa không? Không, đâu nhớ Mễ nào đâu. Ồ, xin chị chắc lộn quá, coi lộn mạng này. Okay. Yeah. Well, you know, being homeless is like, I don't really call myself homeless, tại vì mình không có... Bây giờ đó, là hả, thằng nói nè, không có đi lông bông nữa, nếu mà thằng quay thì lên á, mà anh nói là cái gì, ba xanh phải không? Oh, đúng rồi. Ba xanh... Yeah, but, see, it's been a while and I see him, right? So, không có biết ổng không, hiểu không? So, that's why I didn't really have a conversation with him. Because that was on the other side, you know what I mean? Nói tiếng Việt đi, cộng đồng Mạng. Tiếng Việt mình dở, tiếng Việt dở quá. Tiếng Việt mình dở. Ồ, tại vì tại mình không có lâu ngày không gặp á. Không biết phải ổng không, không? That's why, tại là có mấy người khùng á. Nhiều lắm, ở đây lắm. So, I don't know, không biết phải ổng không? That's it. Mà con ổng á, mình có bà con, ba xanh nữa không? Con ổng á, ổng có ba, sáu đứa con rồi không? Ba con trai, ba con gái không? Thì không biết ai, có người nhắn nói là muốn gặp sĩ. Oh. Mà hàng nói từ hồi cái chú gọi cho hàng tới bây giờ hàng không có gặp được sĩ. Hôm nay gặp là thả xe xuống hàng gượt theo hàng kêu á. Yeah. Ừ. Rồi á nè, đây là hai cái lì xì Tết của các nhà hảo tâm cho. Ok, cảm ơn nhiều. À hả? Yeah. Ok, cảm ơn hảo tâm hả? Nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm là nhà gì? Nhà hảo tâm là nhà gì? Nhà lì xì á. Ồ. Ồ, đâu biết đâu. Giải thích đi chứ là. Dạ dạ, ok, cảm ơn nhiều ha. Dạ, để cho mấy người đó giải thích nhà hảo tâm là nhà gì kìa.
Dạ, ông Tâm là nhà này nè. Ồ, oh, ok. Không phải, đây là những cái người ta coi chương trình trên YouTube á. Uh-huh. Người ta thấy mấy người vô gia cư, homeless, cơ nhở, tội nghiệp, người ta mới gửi tiền cho Hằng. Oh. Để Hằng đi phát cho những anh em vô gia cư. Oh. Rồi thì mình dùng cái từ đó là nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm, ồ, tại tiếng Việt cũng không really... Tiếng Việt nó phong phú. Biết là Du không có gành tiếng Việt. Dạ, dạ. So, ok gì cảm ơn nhiều bà con giúp đỡ Hùng Hồn. Có gì sẽ cũng cố gắng làm tốt để cho bản thân cho tương lai luôn. Nhớ nữa nha, nói nhớ nha. Làm tốt cho bản thân, tốt cho tương lai luôn. Dạ đúng rồi. Mà những cái gì xấu mình không có học nhiều. À đúng rồi, xấu đâu có học đâu. Học chuyện tốt mà. học chuyện tốt. Đúng rồi. Yeah. Ok. Yeah, học tốt là tốt cho cả bản thân, tốt cho cuộc sống của mình. Đúng tuổi rồi. Mình còn rất là trẻ. Bữa trước mới nhiêu tuổi tao quên rồi. Ba mấy? Ờ, 30 giờ 40 rồi, tại sinh 80 tám mấy hiểu không? Ờ, 40 tuổi rồi đó, thấy không? 40 tuổi rồi, bằng tuổi với Cường kìa. Thấy Cường không? Cường, với Cường 38 hả Cường? Cường á, người ta giờ nó có việc làm, người ta đi làm ngon lành thấy không? Dạ, Cường cũng là vô gia cư vậy đó. Ồ, ok, ok. Tại khi sĩ chảy qua nhiều quá hiểu không? Giá xoài á, tại lúc còn nhỏ, chảy qua lúc 18 tuổi để đi làm rồi hiểu không? Nên lúc hai mấy bắt đầu để đi chơi lại tiếp với đá xoay cũng còn như non bơi. Bây giờ chơi cái hư đừng có chơi nữa. Ừ. Bỏ được cái hư mình bỏ. Dạ. Hiểu không? Yep. Để mình trở lại cuộc đời, cuộc sống bình thường. Ừ. Uh-huh. Yeah. Ok. Mình học được cái tốt. À, bữa nay là hết tóc hết tay nha. Ok. Cái tóc hết tay nó quá trời rồi. Hello. Hút tóc cũng cái này 1 tháng rồi, chưa tóc, 2 tháng rồi. Cũng hai thường á. Mấy tháng rồi cái đầu đó? Cũng 3 tháng rồi. Cái đầu này 3 tháng rồi đúng không? À. Cũng nhớ mà cái đợt mà trước gặp đó. Uh-huh. Tè le luôn. Tóc tai cũng tè le luôn. À hả? Dạ tại thường lúc trước hết tay nhiều lắm, giờ hết chọc, hết độc chọc á. Hết độc chọc. À, nó dễ nó dọn hơn. Giờ là coi như là để chọc á. Ờ. Giờ là xăm chữ gì sao luôn nè. Xăm tân họ. Hả? Họ. Họ gì vậy? Họ Trương. Cái Trương hả? Ờ. Sao hồi nào vậy? Ồ lâu rồi, cái này cũng hồi... Lấy cái mát mới kè đẩy cái tóc cắt được. Ờ, cái này cũng hồi lúc bọn 20 á, 20 tuổi á. Vậy hả? 20 lấy năm trước. Lấy cái mát ra đi. Ồ, lấy mát ra. Lấy cái khẩu trang ra. Ok. Đây hôm nay Thành có cái bộ cắt tóc mới này, khai trương là anh Sĩ là người khai trương đầu tiên bộ tóc mới. Hello. Bộ cắt tóc mới. Tại vì lâu nay cắt bằng cái bộ cắt cũ có sạc bằng cái bình, xách cái bình theo. Cho nên có anh Sang và chị Hòa có nói là để mua cho Hằng một cái bộ mới để gửi qua cho Hằng đi cắt tóc cho mấy anh em, là khỏi cần phải ghim cái bình cho nó tiện. Thì lúc trước cũng có một em ở San Jose có cho Hằng mấy cái đồ nghề, nhưng mà cũng có dây điện thì phải kim điện, cho nên anh Sang với chị Hòa đó thì nói là có cái bộ này á, giữ điện lâu lắm, cho nên ảnh nói là để mua cho Hằng bộ này để khỏi cần phải xách cái bình theo nặng mệt. Thì Hằng cảm ơn anh Sang và chị Hòa rất là nhiều nha, cho cái bộ cắt tóc để cắt cho các anh em vô gia cư. Yeah, ok, bây giờ là khai trương cái bộ mới. Hello. Dạ cạo chọc á. Ờ coi như là muốn cạo chọc thì khỏi cần cái kéo cắt ha. À, khỏi cần kéo cắt cạo cũng không có chọc lắm, mà cạo một cái cắt một số trên đây chừa chút. Ờ cũng được. Cho nó đẹp đẹp chứ chọc lóc hết thì nó xấu. Ok ha. Ok giờ nó quá trời nó lắm. Dạ tóc dài quá. Cái này chắc nó ngon lắm đây. Ờ à. Cái bộ này cắt ngon lắm. Đúng rồi. Cái bộ này nó bé lắm. Cắt nó ruột ruột luôn. Cái đầu con gì chắc nó ngứa dữ lắm rồi phải không? À, không, không có ngứa, tại cũng từ xuyên tới apartment á. Ừ. À, mỗi đêm á, cái vô lấy cái nước xuyên á. Ừ. Trong cái chỗ phòng giặt á. À. Cái gọi đầu thôi. Gọi đầu rồi, có đi tắm không? À, lấy cái khăn lau thôi à. Cái khăn lau. À, lấy, rồi lấy bây khăn. Giờ là cắt rồi nó nhẹ, nó khỏe rồi nè. À, thoải mái à, thưa có cái mặt đẹp trai gì đó ha. Hello.
Hello. Mấy lần trước thằng có quay quay một lần trước là lâu lắm rồi, gặp ở chỗ cơm tấm Đặc Thành. Đúng rồi. Rồi sau đó thì thằng đi, thằng cứ gặp ở đâu vậy đó mà điều thằng không có quay lại, nhưng mỗi lần gặp thì cho tiền cho đồ ăn thôi. Rồi hôm nay đó là cái tóc nó dài, mấy hôm Tết có mặt bắt mặc áo dài, mà tóc dài quá thằng bắt đi lấy nước vuốt. Cái xong lấy nước vuốt. Nhưng mà hôm nay đó thằng hẹn để thằng cắt cái tóc cho sạch sẽ. Rồi cũng có nhiều người thấy cái hình ảnh đó hỏi hồi trước giờ thằng có quay chưa. Thật ra thằng nói có quay rồi, 6 tháng trước rồi, là có chia sẻ rồi. Đó, cho nên bây giờ nhiều người nhìn lại đó, người ta nói mình phải cuộc đời mình phải cố gắng lên. Đúng rồi, đúng rồi. Không có thể nào cứ đi lòng vòng như vậy hoài được, hiểu không? Đúng rồi, đúng không? Có như đâu, tại vì muốn về nhà đó mà là người... Phải đi về nhà. Mà tại muốn về nhà chứ mà sometimes like I look at my sister right, it's not the same one, I still look for it, you know what I mean? Phải về nhà. Yeah. Ha, bây giờ phải thỉnh thoảng mình có gia đình, có anh chị em. Đúng rồi, có chứ. Thì mình phải lâu lâu mình đi về nhà tắm rửa rồi mình coi nếu mà tìm lại được cái cuộc sống gia đình đi làm gì đó thì mình phải quay về ha. Đúng rồi. Chứ không có sống kiểu này ha. Đúng rồi. Tại vì sống 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 cuộc sống kiểu này cảm thấy vui không? No, actually, tại cũng phải ở đời phải trải qua cuộc sống đúng mà đàng hoàng mà khổ trước, đúng không? Khổ nữa, đúng rồi. Mà cái nào cũng đi theo ý bản thân, tại vì khổ ai cũng khổ, không? Mà khổ trước mà đâu có bề mày thấy khổ gì mà trong lòng đâu có khổ đâu, tại vì cũng ăn thua bản thân có nghĩ mình khổ khổ không khổ, muốn vui á vui thôi, mà người ta ai cũng có khác ý kiến hết trơn á. Mà cái khổ này phải tự mình gây cái khổ cho mình chứ đâu có ai làm cho mình, đúng không? Không không, ý cái khổ này á có người vũ gan. Có người vũ gan. Rồi dướng vô cái khổ. Không không, thấy khổ thì em không phải khổ, tại vì á tại sao khổ chứ? Tại vì nhiều đứa nó vũ gian, nó vũ đi chơi, nó không biết có người xanh dây tính xấu đi chơi hoài không có ngừng. Còn giờ thì không đi chơi nữa. Phải làm lại cuộc đời, mới có 40 tuổi, ok? Dạ đúng rồi. 40 tuổi không? 40 rồi. Đó, 40 tuổi rồi. Dạ. Nên phải làm lại cuộc đời ha. Đúng rồi. Không có đi chơi nữa ha. Bao lâu rồi chưa đi về nhà nè? Từ hồi lúc thằng gặp tới bây giờ á là bao lâu rồi chưa đi về nhà? Cái này cũng 2 tuần rồi. Ủa, 2 tuần trước có về hả? Cái về ban đêm mà. Về ban đêm? Về xong cái mà thay quần áo đi tiếp thôi. Về thay quần áo đi tiếp. Dạ. Yeah. Là về đó là nhà của chị hay là? Không, xe phòng. Xe phòng? Dạ. Yeah. Vô xua là vô có xe phòng. Mà chị mướn rồi. Hả? Bà chị. Bà chị mướn cho ở. Dạ. Yeah. Mà tại sao bà chị mướn cho ở, bây giờ không ở rồi đi vậy kìa? I don't know. I just like I don't feel comfortable at the house. Yeah. Ở nhà nó khôn thì bồ hơn, nó khỏe hơn, có chỗ tắm rửa, ngủ ngon. Còn đi ra ngoài đường ngủ này sao mà khôn thì bồ? Tại vì biết sao? Tại vì ở nhà nó trời hẻm rồi, mà ngoài đường thấy thoải mái rồi rộng rãi hơn. Trời ơi. Yeah. Trời ơi, nói vậy tôi hết thích. Mà nói thiệt, tại ở nhà không biết làm gì. Tại xưa cũng ở nhà đúng không? Từ sáng tới không? Đi làm xong về xong coi phim gì thôi, không làm gì hết không? Kia đi chơi. Về nhà. Đi kiếm việc làm được. Mình vì làm mà giờ từ buổi này kinh tế đâu có. Bây giờ ai mướn gì làm đó. Tại biết tại cái gì làm cũng được. Tại chị hàng khe về nữa. Situation is way different from other. I mean like it's more important for me to be out here. Đi làm là làm người thường, thấy không? It's more important for me to be out here because I do a lot of good things. But if I'm away, it could be more problem here because somebody can get. Nhưng mà nó kiếm chuyện á. So it could be much worse. Yeah. Yeah, đâu có ai kiếm chuyện đâu. Yeah. Phải đi mình gắng cố gắng lên mình làm. Mình đi làm. Đó giờ cắt tóc cho đẹp trai nè. Quá trời quá đắt tóc dài kinh khủng luôn, Kevin này quá rồi. Tên cúng cơm là tên Sĩ đúng không? Tên tên chánh á, the original name là tên Sĩ. Còn
tên của giấy tờ là Kevin đúng không? À đúng rồi, ở giấy tờ cũng tên Sĩ Dương luôn mà tên là tên Sĩ Ben Dương. Tên ngoài đường là tên Kevin. Kevin, tên ngoài đường tên Kevin thôi. Đúng rồi, cái này là tên này tên ngoài đường nha. Tên Kevin là tên ngoài đường nha. À đúng rồi, tên ngoài đường á, tên Kevin. Tiền đâu pháo quá mà. Nó sạch sẽ lên nó mới ok. À đúng rồi. Sạch sẽ lên sáng sủa. Có gì không cài đi. Đi về, có đi về nhà tắm thay đồ phải không? Ờ có thay đồ. Thay đồ thôi, chứ không có tắm. Ờ có thế, có tắm gì đàn lòng dữ không tắm chưa? Ờ, thẳng này đẹp à. Đẹp trai khác kỳ lạ luôn. Đúng rồi. Dạ. Khác hẳn cái lúc tóc dài luôn. Để cho các phi đó nó nhìn khác, nhìn môi sáng sủa hơn. Đợt này nó chắc 3 tháng nữa. Có không? Chứ các đợt này nó cũng cỡ tháng thường, tháng đợt, nữa. Thường để cả 2-3 tháng cái lần. Nó ngắn rồi. Đúng rồi. Nó ngắn rồi. Cỡ tháng nữa là cắt lại nữa nha. À đúng rồi. Lâu quá bà ngủ luôn rồi. À thôi lâu sức thôi vậy hả? Có 3 bánh nè. Ok. Có mấy bánh nữa. Mấy bánh ăn. Thường có hớt tóc qua, có nghề hớt tóc rồi hả? Đâu có. Ồ. Không có nghề nhưng mà cắt đại cho mấy anh em vô gia cư cắt đại vậy đó. Ờ, cắt cắt đại hả? Ồ. Cắt đại vậy đó. Đang làm thợ cái hớt tóc á, cũng kiếm tiền, cũng kiếm lắm á. Uống ở gì, làm tóc nè, làm... Tóc làm nail. Làm nail nè, đúng rồi. Thường thường thì đa số Việt Nam làm nail dữ không? Từ California tới New York nè. Là cũng có bà con cái segment đồ á. Cũng hai tiệm nail mà cũng khá giả lắm. Vậy giờ sao không
Ồ, tại cũng hơi là biến rồi. Đừng làm biến. Dạ. Yeah. Giờ có bà con giúp mình hay gì đó thì mình đi về mình làm heo với bà con cũng có tiền vậy. Đúng rồi. Mà chắc làm được mà. Hồi xưa Kim cũng đi làm nhiều lắm mà, làm thời gian. Ờ đúng rồi, hồi xưa làm cũng làm nhiều hãng lắm. Làm hãng cái gì cũng làm chứ. Vậy hả? Ờ. Làm hãng cái gì cũng làm. Ờ nhưng mà là assembly line á. Ừ. Cái chị. Ok. Cái chạy máy CNC á. Chạy máy gì? Chạy máy CNC á. Có làm hãng chạy máy luôn hả? Ờ có chứ, làm ceramic á. Vậy hả? Ờ. Vậy sao bây giờ không chịu đi làm lại đi Kevin? Ờ tại ăn chơi quá, tại làm. Ăn chơi nữa Kevin, đủ rồi Kevin. Ừ. Ha. Ờ. Ăn chơi gì đủ rồi. Ờ. Hồi xưa làm tại mới lúc mới trên 18 tuổi á, cũng bỏ học á. Lúc mới lớn 18 tuổi rồi đã bỏ học rồi. Bỏ học ờ. Khi bỏ học cái bắt đầu đi làm xong cái ban đầu xếp được tiền mấy tháng xong sau á đi. Ờ đúng vậy, hết xếp được tiền tại vì đi nhậu mới sắm đồ quần áo á. Cái thích cái sau cái dính vô chuyện hút á. Nên cái bỏ đi làm luôn. Ừ, tiêu luôn được rồi. Không, đâu có tiêu đâu. Không tiêu không? Đâu có không, tiêu. Không có tiêu đâu, còn thở rồi. Con trẻ mà, bây giờ phải đúng rồi. Làm lại nè, không có để tiêu luôn cuộc đời, ok? À, đúng rồi. Nha. Bây giờ con trẻ mà, biết không? À. Không nghiện rượu, nghiện bia nè. Đúng rồi. Nghiện bia rượu không? Không, không. Không, tôi đợt trước nói là tối sẽ đi uống bia uống rượu. Lúc trước, lúc còn trẻ, lúc 18-19 tuổi á. Ok đâu. Ok. Trời xuống ha, có người cắt tóc cậu râu xuống hết á. Cũng có nhiều. Dạ. Yeah. Thiệt cả ta. Ờ đúng rồi. Ờ. Cạo cái râu luôn. Ok. Nhắm miệng lại. Dạ. Sạch sẽ đẹp trai quá trời quá. Yeah. Cảm ơn nhiều. Khoan để quét bóp. Ok. Cái. Thế còn anh em nào muốn cắt không? Chắc hỏi có thấy có người có một đứa con tú trong cái tầng tường á. Nó cần hớt tóc mà lâu lâu nó để tóc dài không mà. Dạ. Ờ. Khác chưa? Đẹp trai chưa? Hello. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá rồi con. Dạ, cảm ơn nhiều. Ok. Kiếm người ta nói kiếm cho coi. Ờ không sao. Gì được rồi. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Sạch sẽ là được rồi. Dạ. Ok. Cảm ơn. Hello. 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 Sạch sẽ không? À, sạch sẽ chứ. Về nó sẽ. Không anh em cái miếng kiến theo cho lấy điện thoại coi thử khác hơn hồi chưa hết không? Khác nhất, khác nhiều. Rồi cạo râu rồi sáng sủa quá luôn. Quá sáng sủa luôn. Sáng sủa quá đẹp trai. Cảm ơn nhiều. Sáng sủa phải để cho cuộc đời sáng sủa. Dạ. Ủa cái gì vậy sao mấy gì nhiều quá hả? Cho số phận. Buồn cho số phận. Buồn cho số phận sao vậy? Nói giống như là ông cổng Kim Long buồn cho số phận quá hả? Cái xong rồng gì thôi. Tại vì vì năm trải qua thì mấy người Việt ấy trải qua xăm cung gì đó ai cũng bắt chước theo một giống gì thôi. Tại truyền thống giang hồ cho người Việt còn trẻ lớn lúc lớn lên á, lúc mười mấy tuổi ra chơi đi cũng phải trải qua uống cà phê, bắn nhậu, băng đảng, bánh bài đại khái gì thôi, ai cũng trải qua chơi mà nếu gia đình á có rút giống mà trải qua á dạy con cái không còn trải qua được. Bây giờ ai cũng trải qua không có sao, quan trọng đúng rồi. Mình biết đứng lên. À, đúng rồi. Ha, tại đúng vì rồi. Quá khứ, ai yeah. cũng có cái quá khứ. Uh-huh. Nhưng mà quan trọng cái quá khứ đó nó không có đẹp thì mình phải gắng, cố gắng lên, mình không có. Dạ đúng không rồi. Không có give up.
ha. Đúng rồi. Yeah. Đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi. Mà cái gì á, thường á cũng như đó thôi, tại vì cũng ăn nhậu mà lúc trước nhậu dữ lắm, sau nhậu nhức đầu á, dễ bệnh, nó giật gió từ lum nay á. Vậy sáng giờ mới ăn 2 lon súp mà, mấy ngày ăn 2 lon súp rồi hả? Dạ. Ở đây như một bánh nhóc chứ chưa. Nè lấy đi, con ngồi cho mấy bánh cây cây này chia okay. Cho mấy anh em đây ăn. Ok. 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 Cảm ơn nhiều. Dạ. Dạ. Mày nhớ nghe chưa? Ok. Nhớ nãy giờ gì thằng nói nghe chưa? Nhớ nhưng mà cũng nói không biết nhớ không nữa đó. Nhớ chứ. Nhớ hôm nay hứa tốt xong cái thằng nói cứ làm dựng lại cho tốt. Có gì cố làm lại cho tốt nhớ chưa? Đúng rồi. Cái đi về đừng mà đi về đấy. Nhà. Dạ. Đi về gia đình, tại vì mình có nhà có gia đình. Ừ. Ha, mình đi về nhà rồi mình tắm rửa sạch sẽ rồi, đúng rồi. Kiếm công ăn việc làm. Tại nó có nghề làm hẳn sửa qua rồi không? Ờ đó. Giờ càng trước cái resume mà lúc mày không có đồ đầy đủ đồ á nên nó ở vài hạn phải có cái gì đúng giấy tờ chứ mà phải resume đó không có cũng rồi. Cái phone là bữa đâu rồi? Ô cho ông bạn mượn rồi. Thấy không? Xong. Thấy được cái phone là 3 bữa thôi. Xong rồi. Có chứ chúng mình chờ sẵn khói coi phim đó. Ông gài được tuần chưa? Ờ cũng lần tuần rồi. Tuần xong rồi đưa cho bạn mượn rồi. Mượn chứ chắc mình lấy giờ nữa. Chua là đi lấy có cái phone về. Có chứ. Chua không? Chua chứ. Có chứ. Đâu có mà chính bà lấy phone về nè. Thấy hàng bạn đi lên nó hớt tóc xong cũng hơn nhiều. Yeah. Nó tóc xong rồi thôi đi coi ăn uống gì đi nghe rồi. Dạ, cũng về nhà cửa chứ đừng đi lông thông leo teo nữa nghe chưa? Dạ, không. Nha. Cái này là nói thiệt à, không có đi lông bông hoài. Tại vì á hả? Thằng thường cái thằng gặp ngoài đường đi hoài vậy. Mỗi lần đi mà khi chắc cái đường nào tiện xe thằng mới chạy nhảy xuống thằng kêu. Đúng rồi. Yeah, còn thôi hoặc thằng đậu xe, đậu xe bên đó là thấy đi rồi đó, ngoắt lại khi thằng đang công chuyện rồi quê lấy đồ ăn lấy tiền, cho tiền xong rồi đi tiếp. Ok, cũng nhiều. Cho nên hôm nay thằng chia sẻ lại cái hình ảnh này lâu lắm rồi, cách đây khoảng 6 tháng rồi, bà con có thấy cái hình ảnh này trên mạng rồi. Nhưng mà lâu lắm có gặp lại thì bữa có mặc áo dài, có một chị đó hỏi là anh sĩ này có trên cái chương trình của thằng chưa, thằng nói có rồi đó, nhưng mà lâu lắm rồi thằng không có quay nữa. Lâu ngày lắm rồi tại vì cũng có gia đình ở đây, thằng nói là phải đi về nhà, tại có gia đình là phải về nhà chứ không có được đi lông bông leo beo nữa nha. Okay. Hứa với bà con cô bác sao? Có gì hứa với bà con cô bác sao? Hứa với bà con cô bác là sẽ đi về nhà làm lại cuộc đời được không chứ? Đúng sao rồi, đúng rồi. Nói đi. Tại biết thầy cái cổ hơi khang đôi cổ á, không dám nói. Nói có gì lần sau gặp sao không biết nói sao, tại tiếng cause mà tôi cũng không biết drive right now. Nhưng yeah. Dám hứa thôi. Hứa sẽ hứa cái là làm không được, làm không được cái là làm bà con buồn. Dạ đúng rồi, đúng biết yeah. Nói cái đó coi như cái lời hứa nó rất là quan trọng. Đúng mà rồi. Một khi mình đã hứa thì đúng mình rồi. Phải làm cho nó tốt chứ. Đúng rồi. Giống như hứa với Hằng thì ok, chứ mình hứa hết bà con cô bác không dám hứa. Coi như là cũng còn biết lý lẽ. Đúng rồi. Nhưng mà không, mình gắng cố gắng ha. Dạ đúng em rồi. Cố gắng những lời gì Hằng nói mà nếu nghe được chút nào thì cũng đỡ được chút đó. Dạ đúng rồi. Khá vậy. À bố. Dạ, cảm ơn nhiều Hằng. Dạ, ok. Ok. Giữ gìn sức khỏe. Giữ gìn sức khỏe luôn. Ok, rồi. Bye bye. Đi ăn uống gì đây? Đi ăn uống. Lấy cái kia cho. Lấy rồi. Ok. Ok rồi. Bye bye. Bye. Bánh nước nè. Bánh vô đây, con mượn chút kia nè. Ok, cảm ơn cô. Bánh
tóc không? Mà hết tóc cho ông Sĩ kìa quá trời. Nè. Đó. Ok, cảm ơn cô. Rồi quá ngon, đủ luôn. Thêm nữa không? Rồi ai đói, ai đó bụng nữa nè. Anh Phương, cái bánh nè. Để mà cho cái lẩu trước đi, cho anh lẩu lớn tuổi hơn. Cho không rồi. Bây giờ bên kia là mình lâm một cái rồi bên đó là coi như có tiền hết rồi. Có tiền hết rồi hả? Ờ. Thank you. Happy New Year to you. Yeah, yeah. Thank you. Thank you for the food that you've given me. Okay, thank you. You're a blanket for the kid. Oh, yeah, yeah. Hey, we are hoping that you are. Nice blanket. Yeah. With that last part? Yeah, well, here's hoping maybe a little sunshine for her. All right. Thank you, appreciate it. Yeah. Oh, you want blanket too? Oh, I have small one. You want the big one? Yeah. Oh, yeah. No more big one. I need a pen. Pen? Pens. Oh, okay. A two report. Nè, ân, lấy cái mền. Ôi, chị dạy.
lấy cái mền. Không dám mà. Bữa đó nói chị Hằng hứa chị Hằng sao. Quá trời, bữa nay lại tiếp tục khùng rồi. Ha, bữa nay mà nói lảm nhảm nữa rồi tới tỉnh lại, đừng có nói chuyện với chị Hằng, ok? Yeah.